Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau Mỹ, Pháp cũng đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa của nước này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Việc một số nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công Nga gây ra ý kiến trái chiều, không chỉ đối mặt với sự chỉ trích của Nga mà còn vấp phải sự phản đối của không ít nước phương Tây khác. Trong một tuyên bố, đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Viên, Áo, ông Mikhail Ulyanov cảnh báo, Pháp và Anh đã quyết định giúp Ukraine sử dụng tên lửa có độ chính xác cao và họ sẽ phải trả giá cho điều đó. Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nga. Ông Ulyanov cũng nhấn mạnh, những gì chính quyền Mỹ đã làm trước đó là rất nguy hiểm và người đưa ra quyết định này hoàn toàn nhận thức được hậu quả tiêu cực của nó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cũng chỉ trích tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp. Bà Zakharova chỉ trích sự hỗ trợ này không phải là giải cứu mà là sự kết thúc. Lập trường của Pháp chẳng những không giúp ích gì cho Ukraine mà còn làm xấu đi vị thế của nước này trong cuộc xung đột hiện tại. Việc cung cấp vũ khí tầm xa góp phần làm gia tăng căng thẳng hơn nữa, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho chính Ukraine. Một số quốc gia châu Âu khác bày tỏ quan ngại về việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Donald và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo điều này sẽ chỉ làm lan rộng nguy cơ xung đột ở Ukraine. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh Cuộc giao tranh ở phía đông đang bước vào giai đoạn quyết định. Không ai trong chúng ta biết được hồi kết của cuộc xung đột này. Chúng ta chỉ biết rằng nó hiện đang diễn ra theo chiều hướng rất kịch tính. Những sự kiện trong vài ngày qua cho thấy mối đe dọa này thực sự nghiêm trọng và có thật khi nó đến xung đột toàn cầu. Trước đó, ngay khi Ukraine bắn tên lửa tầm xa do Mỹ và Anh cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, Nga đã đáp trả Ukraine bằng tên lửa đạn đạo Oreshnik. Tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật đã bắn nhiều đầu đạn vào cơ sở Ukraine với tốc độ cực nhanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa mới và đưa vào kho vũ khí của Nga trong những tháng tới. Theo đánh giá của các chuyên gia, tên lửa Oresnik mới của Nga có tầm bắn khoảng từ 3.000 km đến 5.000 km. Với tầm bắn như vậy, Oresnik có thể vươn đến hầu hết châu Âu. Vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật về việc xóa nợ cho tân binh đăng ký tham gia quân đội tại xung đột Ukraine. Cụ thể, theo truyền thông Nga đưa tin, rằng luật này quy định xóa nợ lên tới 10 triệu rút, tương đương với gần 96.000 đô la Mỹ cho những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để tham gia xung đột tại Ukraine trong ít nhất một năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12. Được biết, Nga đã thúc đẩy việc tuyển quân lực bằng cách cung cấp các khoản thanh toán ngày càng lớn cho một số trường hợp gấp nhiều lần mức lương trung bình cho những người sẵn sàng cầm súng tại Ukraine. Chiến thuật này đã giúp quân đội Moscow tăng cường nhân lực trong khu vực xung đột, đồng thời tránh được một đợt tổng động viên tiếp theo, Vốn đã thúc đẩy một cuộc di cư hàng loạt khỏi Nga vào tháng 9 năm 2022. Đáng chú ý, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov gần như cùng thời điểm cho biết, Nga không cân nhắc đợt huy động quân đội nào nữa vì nước này vẫn đang dựa vào nguồn lực tình nguyện viên mạnh mẽ sẵn sàng tham gia vào các lực lượng vũ trang. Theo đó, bất chấp những tin đồn lan truyền trong những tháng gần đây về một chiến dịch động viên mới, không có thông báo nào được đưa ra trong khi các quan chức Nga liên tục khẳng định rằng Moscow không cần thiết phải có các biện pháp như vậy. Ông Peskov cho biết công dân Nga rất tích cực ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Ông Peskov cũng tiết lộ thêm rằng những người tình nguyện gia nhập lực lượng đông đảo với hàng trăm người ký hợp đồng mỗi ngày với Bộ Quốc phòng nước này. Vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ riêng trong năm 2024 đã có hơn 190.000 công dân ký hợp đồng quân sự, đồng thời cho biết trung bình có 1.000 người nhập ngũ mỗi ngày. Hồi tháng 7 năm nay, ông Putin đã ký sắc lệnh nhằm tăng gấp đôi khoản thanh toán trả trước cho những người tình nguyện chiến đấu tại Ukraine. Tất cả người Nga ký hợp đồng với quân đội để sang Ukraine tham gia xung đột sẽ nhận được khoản thanh toán trả trước là 400.000 rúp, tương đương với khoảng 4.651 đô la Mỹ. Sắc lệnh này cũng khuyến nghị rằng các chính quyền khu vực nên chi khoản thanh toán này từ ngân sách địa phương với mức tương đương. Trước đó, con số trên ở mức 204.000 rúp. Theo đó, sau khi sắc lệnh đi vào hiệu lực, những binh nhì cấp hàm thấp nhất trong quân đội tham gia chiến đấu tại xung đột Ukraine sẽ có mức lương tối thiểu trong năm đầu tiên là 3,25 triệu rúp, tương đương khoảng 31.500 đô la Mỹ. Ngoài tăng lương, người Nga tự nguyện nhập ngũ sang chiến đấu ở Ukraine còn nhận được nhiều đặc quyền khác như miễn giảm lãi suất hàng tháng đối với các khoản vay tiêu dùng và bảo lãnh của nhà nước đối với các khoản vay đó trong trường hợp tử vong. Thời gian qua, Mỹ đã viện trợ cũng như cam kết viện trợ quân sự hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, theo phân tích của tờ Sputnik, thì những khoản viện trợ quân sự trên chủ yếu lại phục vụ nước Mỹ khi sử dụng nguồn tài chính trên để nâng cấp kho vũ khí quân đội Mỹ và viện trợ vũ khí sắp hết hạn cho Ukraine, kể cả tên lửa tầm xa Atacms. Cụ thể, chính quyền ông Biden được cho là đã bật đèn xanh khi cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Atacms do Mỹ cung cấp cách đây ít lâu. Với tầm bắn hiệu quả lên tới 300 km, các phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu mường tượng về những hiệu quả tác động mà loại tên lửa này mang lại cho Ukraine trong cuộc xung đột. Trước đó, Mỹ đã tìm cách trì hoãn việc cấp phép cho Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga trong nhiều tháng. Trong khi đó, Mỹ vẫn bí mật chuyển giao tên lửa cho Ukraine trong thời gian trước đấy. Tuy nhiên, phóng viên Sputnik đã tìm hiểu để đưa ra những đánh giá về loại tên lửa này cũng như lý do để Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công vừa qua. Theo đó, ATACMS không phải là hệ thống vũ khí tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Ngoài ra, một trong số những tên lửa Atak được gửi cho Ukraine dự kiến sẽ hết hạn vào năm sau. Do đó, việc viện trợ cho Ukraine sẽ giúp Mỹ tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ chi phí bảo trì và cho phép quân đội Mỹ khai thác các quỹ viện trợ cho Ukraine để nâng cấp vũ khí của nước này. Theo các chương trình hiện tại, việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine thường thông qua quyền rút vốn của tổng thống PDA. Điều này cho phép tổng thống Mỹ được quyền cho phép chuyển vũ khí đến Kiev từ kho vũ khí của Bộ Quốc phòng, đồng thời có nguồn lực để bổ sung kho vũ khí. Theo số liệu mới nhất của Ukraine Oversight, Trang web trực thuộc Tổng thanh tra đặc biệt của chiến dịch Atlantic Resolve, Quốc hội Mỹ đã tăng mức trần của PDA để hỗ trợ cho Ukraine lên tới 33,3 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 2 năm 2022. Tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận 5,5 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 33,3 tỷ đô la Mỹ được phê duyệt theo PDA vẫn chưa được chuyển đến Ukraine. Trong các cuộc họp báo gần đây, các quan chức lầu năm góc cho biết rằng Mỹ đã rất nỗ lực để hoàn thành việc chuyển giao số vũ khí trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ còn lại cho Ukraine Trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm tổng thống Đắc cử Donald Trump nhậm chức. Theo dữ liệu từ Ukraine Oversight, lâu năm góc vừa qua cũng đã nhận được ngân sách 45,8 tỷ đô la Mỹ để thay thế số vũ khí cũng như bổ sung vào nguồn tài chính để viện trợ vũ khí thiết bị cho Ukraine. Do vậy, tính cả khoản 32,7 tỷ đô la Mỹ mà Ukraine nhận được thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, thì tổng số viện trợ mà nước này nhận được từ Mỹ sẽ lên tới khoảng 66 tỷ đô la Mỹ. Việc tăng viện trợ cho Ukraine giúp Mỹ có thể đẩy một lượng hàng khổng lồ cũng như có điều kiện để thay thế các vũ khí đã hết hạn trong kho hiện nay của quân đội. Một hành động đạt được hai mục đích: vừa cơ cấu lại danh mục vũ khí, vừa thúc đẩy các nước đồng minh gia tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Ngoại trưởng Shek Zalipavsky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về vấn đề hỗ trợ quốc phòng và hợp tác chống lại thông tin sai lệch. Bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực ở Kiev Tại cuộc gặp, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine và Cộng hòa Séc có mối quan hệ tốt đẹp và bền chặt, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn với sự sát cánh của Cộng hòa Séc. Với nước này kể từ khi cuộc xung đột xảy ra, Tổng thống Ukraine biết ơn sự hỗ trợ tài chính và quân sự cũng như các sáng kiến của Séc trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về việc hỗ trợ quốc phòng, tiến độ thực hiện sáng kiến cung cấp đạn pháo cũng như hợp tác giữa Ukraine và Cộng hòa Séc trong việc chống lại thông tin sai lệch. Tổng thống Ukraine cảm ơn Cộng hòa Séc vì sáng kiến tăng mức hỗ trợ cho chương trình phục hồi quốc gia của Ukraine sau năm 2025 nhằm mục đích khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng. Hai bên cũng nhất trí về các bước tiếp theo để phát triển hợp tác song phương trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Lipavsky đã tán thành đối với vấn đề Tổng thống Ukraine trao đổi, khẳng định việc tiếp tục các cuộc họp chung giữa chính phủ hai nước là việc làm thiết thực, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Lipavsky cũng thông báo với Tổng thống Zelensky rằng 500.000 viên đạn pháo đã hứa sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối năm nay như một phần của sáng kiến đạn dược của Séc. Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Tại Kiev, Tổng thống Zelensky cũng đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba về sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine, được khởi động từ năm 2022 nhằm tìm cách hỗ trợ nguồn cung cấp ngũ cốc cho một số quốc gia dễ bị tổn thương, hỗ trợ các nhà sản xuất nông nghiệp Ukraine. Mục đích của chương trình nhằm làm nổi bật vai trò của Ukraine với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng thế giới Ukraine là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc, các sản phẩm nông nghiệp hàng đầu thế giới. Nguồn cung cấp này rất quan trọng đối với một số quốc gia ở Trung Đông và châu Phi. Ngoại trưởng Sheklypabsky cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với sáng kiến này, đồng thời nhấn mạnh các bên cần đảm bảo rằng ngũ cốc của Ukraine đến được với những người có nhu cầu và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa an ninh lương thực hiện tại.